Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng hôm nay. Thầy sẽ dẫn các em toán lớp 6 sách cánh diều chương 4 bài số 1 nhé. Trong lớp xem bài giảng Thầy Liêm, nếu các em khai quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bắt đầu chương 4 toán lớp 6 cánh diều tập 2 nhé. Chương số 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau: thu thập, tổ chức biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu, bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột kép, mô hình xác suất và xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản. Bài số 1, thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu nhé. Như vậy ở đây mình sẽ có một cái biểu đồ. Đây là biểu đồ dân số của các tỉnh. Kon Tum là 535.000 người. Gia Lai là 1.458.500 người. Đắk Lắk là 1.919.200 người. Đắk Nông là 645.400 người. Và Lâm Đồng là 1.312.900 người. Đây là dân số của một số tỉnh ở Việt Nam nhé. Ở dưới là tên tỉnh, còn đây là dân số từ hệ độ cao. Ở tiểu học chúng ta đã làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu, đọc và mô tả các số liệu ở dạng giải số liệu, bảng số liệu hoặc là ở dạng biểu đồ tranh, biểu đồ cột hoặc là biểu đồ hình hoặc tròn. Nêu được nhận xét đơn giản về từ biểu đồ, đó là những bước chính trong tiến trình thống kê nhé. Chẳng hạn là biểu đồ trên cho biết dân số năm 2018 của các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, đúng không? Gồm có Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Như vậy ở đây người ta có câu hỏi là trong các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh nào có dân số nhiều nhất và tỉnh nào có dân số ít nhất? Như mình thấy là trong 5 tỉnh thì mình thấy là Đắk Lắk sẽ có dân số nhiều nhất, 1.919.200 người. Còn Kon Tum thì sẽ có số dân ít nhất, chỉ có 535.000 người thôi. Như mình trả lời nhé. Như vậy là trong các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, mình thấy là tỉnh Đắk Lắk đúng không? Giờ như là tỉnh Đắk Lắk thì sẽ có dân số nhiều nhất, đúng không? Và mình thấy là tỉnh Kon Tum thì sẽ có dân số ít nhất, đúng không? Giờ trả xong là xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Trước hết là một lớp mã thu thập, tổ chức, phân tích và xử lý dữ liệu. Hoạt động 1, em hãy nêu một số cách thu thập, phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu thống kê đã học ở tiểu học nhé. Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi này. Giờ như là mình thấy là ở tiểu học mình sẽ có là về thu thập thì mình thấy là thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo, đúng không? Hoặc là mình thu thập số liệu phi thực nghiệm.
như là bảng câu hỏi điều chia. Hoặc là phỏng vấn, đúng không? Hoặc là thảo luận nhóm. Vâng vâng. Giờ mình có là đọc và mô tả các số liệu ở dạng dạng số liệu. Đúng nè, bảng số liệu hoặc là dạng biểu đồ cũng có, đúng nè. Giờ dạng biểu đồ thì mình thấy là mình đã học những loại biểu đồ nè, các em nhớ không nè? Mình thấy là có dạng biểu đồ như là biểu đồ chân, đúng không? Hoặc là biểu đồ dạng cột, đúng không? Hoặc là biểu đồ dạng quạt tròn, đúng không? Hay còn gọi là biểu đồ hình quạt. Vâng vâng, đúng rồi. Đó là những cái mình đã học nhé. Rồi. Khi mình xong hoạt động 1, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Như vậy là sau khi khu học tổ chức phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc là biểu đồ, ta cần phân tích và xử lý các dữ liệu đó để tìm ra những thông tin hữu ích giúp ra kết luận. Giờ tiếp theo là ví dụ 1. Nhà trường dự định mở 4 câu lạc bộ thể thao gồm có cầu lông, bóng đá, thể dục nhịp điệu và bóng đá. Cầu lông, bóng bàn, thể dục nhịp điệu và bóng đá nha. Một số lớp mỗi học sinh lớp 6 đều đăng ký tham gia đúng một câu lạc bộ mà thôi nha. Để tổ chức 4 câu lạc bộ trên, giáo viên yêu cầu lớp trưởng lớp 6A tiến hành thống kê số bạn của lớp mình đăng ký tham gia từng câu lạc bộ. Như vậy là câu A, lớp trưởng lớp 6A cần thu thập dữ liệu nào? Nếu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. Như vậy là khi tiến hành thống kê, thì lớp trưởng cần thu thập thông tin về việc đăng ký tham gia câu lạc bộ của từng bạn của lớp 6A. Như vậy bạn nào đăng ký môn nào thì mình sẽ ghi ra, đúng không? Và đối tượng thống kê là 4 câu lạc bộ thể thao: cầu lông, bóng bàn, thể dục nhịp điệu và bóng đá. Tiêu chí thống kê là số xin đăng ký tham gia của từng câu lạc bộ thể thao, có nghĩa là cầu lông thì bao nhiêu bạn tham gia, bóng bàn thì bao nhiêu bạn mình ghi ra, thể dục nhịp điệu được bao nhiêu bạn mình ghi ra, và bóng đá thì có bao nhiêu bạn tham gia. Như vậy mình thấy ở đây là tiếp theo là câu B, bạn lớp trưởng thống kê số bạn đăng ký tham gia từng câu lạc bộ của lớp 6A như sau. Có 18 bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ cầu lông. Có 10 bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng bàn. Có 6 bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu. Và có 30 bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng đá. Giải số liệu bạn lớp trưởng liệt kê có hợp lý hay không vì sao? Như vậy là muốn biết là giải số liệu bạn lớp trưởng liệt kê có hợp lý hay không thì mình sẽ tính tổng số bạn đã tham gia, đúng không? Như vậy là câu B mình trả lời là số học sinh lớp 6A theo thống kê của bạn lớp trưởng là 18 bạn tham gia cầu lông này, đúng không? 10 bạn bóng bàn, đúng không? 6 bạn nhịp điệu và 30 bạn đăng ký bóng đá. Như vậy tổng số bạn sẽ là 64 bạn, như vậy không hợp lý. Một lớp thì không thể nào đứng 64 sinh viên. Như vậy là do đó là giải số liệu bạn lớp trưởng được kê là không hợp lý.
Quy sĩ số 64 học sinh của lớp 6E là quá lớn so với thực tế. Một lớp học thực tế thường chỉ khoảng là ba mươi mấy, bốn mươi mấy học sinh thôi, chứ không đến 60 mấy được đúng không? Như là như mình có nhận xét là yêu cầu, theo yêu cầu giáo viên mục đích của thống kê là tìm ra số liệu học sinh lớp 6A tham gia từng câu lạc bộ thể thao. Vì vậy đối tượng thống kê là 4 câu lạc bộ thể thao. Tiêu chí thống kê là số học sinh tham gia từng câu lạc bộ. Và dựa theo đối tượng và tiêu chí thống kê ta có thể tổ chức và phân loại dữ liệu nhé. Ta có thể nhận biết được tính hợp lý của dữ liệu thống kê theo những tiêu chí đơn giản. Ví dụ mình sẽ tính tổng học sinh. Thì mình thấy là tổng số học sinh vượt quá tổng số học sinh của lớp thì là không hợp lý đúng không? Tiếp theo mình sẽ có câu thực hành số 1. Hãy thu thập dữ liệu về ngày tháng năm sinh của các bạn trong lớp và thống kê số bạn có cùng tháng sinh nhé. Giờ mình sẽ làm câu thực hành số 1 nhé. Như vậy mình sẽ làm giống như cái ví dụ ở trên. Như vậy là khi tiến hành thống kê mình sẽ làm giống vậy nhé. Khi tiến hành thống kê mình cần thu thập đúng không? Dữ liệu về gì này? Người ta kêu mình dữ liệu về ngày tháng năm đúng không? Ngày tháng năm sinh. Của các bạn trong lớp đúng không? Và số bạn có cùng tháng sinh đúng không? Như vậy đó là cái dữ liệu mình cần thu thập đúng không? Giờ như là trước hết là nói về đối tượng thống kê. Đối tượng thống kê thì chính là ngày tháng năm sinh của các bạn trong lớp đúng không? Đúng không? Và số bạn có cùng tháng sinh luôn đúng không? Và tiếp theo là tiêu chí thống kê là các bạn ở trong lớp đúng không? Mình làm giống như cái ví dụ đúng không? Đây, khi tiến hành này, đối tượng này, và tiêu chí thống kê này, mình sẽ làm y chang như câu ví dụ của mình đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là mình sẽ lập hai cái bảng nhé. Bảng 1 chính là mình sẽ thống kê ngày tháng năm sinh của các bạn trong lớp. Và bảng thứ hai là mình sẽ đi thống kê các bạn, số bạn có cùng tháng sinh trong các tháng trong một năm đúng không? Bây giờ mình sẽ làm bảng 1 trước nhé. Chính là bảng ngày tháng năm sinh của các bạn trong lớp. Đúng không? Giờ sau khi làm bảng 1 xong mình sẽ làm bảng 2. Thì bảng 2 chính là số bạn có cùng tháng sinh trong lớp. Trong lớp đúng không? Giờ thầy sẽ làm bảng số 1 trước nhé.
Giờ như bạn số 1 mình sẽ làm 3 cột nha. Cột thứ nhất là số thứ tự. Cột thứ hai mình sẽ điền chính là họ và tên. Cột thứ ba sẽ là ngày tháng năm sinh đúng không? Và sau đó mình sẽ điền số thứ tự. Giờ sau đó ghi họ tên và ngày tháng năm sinh của các bạn trong lớp nha. Như là ví dụ lớp mình có 30 học sinh, có 30 bạn thì mình sẽ làm một cái bảng gồm có 3 cột và 31 dòng đúng không? Mỗi dòng này sẽ là ứng với tên và ngày tháng năm sinh của các bạn trong lớp nha. Còn bảng thứ hai thì mình sẽ làm một bảng gồm có 13 cột và 2 dòng. Ở trên là mình sẽ viết các số tháng từ tháng 1 tới tháng 12. Đúng không? Và ở phía dưới thì mình sẽ thống kê xem tháng 1 thì có bao nhiêu bạn sinh vào tháng 1 đúng không? Và ở dưới tháng 2 có bao nhiêu bạn thì mình ghi vô nha. Giờ các bạn này mình sẽ thống kê và mình ghi vô nha. Giờ như vậy mình sẽ làm câu số 1 giống vậy nha. Giờ sau đó mình sẽ điền cái số liệu vô. Giờ tiếp theo là ví dụ 2. Kết quả kiểm tra môn toán của học sinh lớp 6AD được liệt kê như sau. Như vậy đây là điểm của học sinh lớp 6D nha. Gồm có các điểm là 9, 8, 10, 6. Như mình, mỗi cái điểm là của một học sinh khác nhau nha. Như vậy là câu A mình sẽ là bảng số liệu khoang mẫu sao. Như vậy là mình sẽ làm một cái bảng gồm có 2 dòng và 11 cột đúng không? Cột đây là điểm số học sinh. Giờ đây từ điểm 1 tới điểm 10. Giờ thì mình xem điểm 1 có bao nhiêu học sinh thì mình sẽ điền vô. Như giờ mình thấy là điểm 1 thì sẽ không có học sinh nào nên mình sẽ điền số 0 này. Đúng này. Mình xem ở đây có bao nhiêu học sinh. 2 điểm cũng không có đúng không? Thì mình sẽ điền số 0. Vô. Giờ điểm 3 bao nhiêu thì mình sẽ điền vô. Đúng này. Giờ tiếp theo mình xem điểm 3 có bao nhiêu bạn điểm 3 nha. Như giờ đây là một số 3. Đây một số 3 như vậy có tất cả hai bạn có điểm 3. Mình sẽ ghi số 2 đây. Tiếp theo điểm số 4 mình xem có bao nhiêu bạn điểm số 4 này. Đây có một số 4 này đúng không? Như vậy là chỉ có một số 4 thôi. Tiếp theo là điểm 5, mình xem có bao nhiêu bạn điểm 5 này. Mình sẽ đi từ từ. 1 2 3 4 5 6 7, 8. Như vậy có tất cả là 8 bạn điểm 5. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn điểm 6 nha. Mình đếm từ từ như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy cũng có 8 bạn điểm 6. Đúng không? Giờ mình đếm xem có bao nhiêu bạn điểm 7 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì có 9 bạn điểm 7. Đúng không? Tiếp theo là điểm 8. Giờ mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn điểm 8 nha. Như vậy là mình thấy là có 5 điểm. Giờ tiếp theo là điểm 9. Mình sẽ đếm xem có bao nhiêu bạn điểm 9 nha. 1 2 3 4 5 và 6. Đúng rồi. Có 6 bạn điểm 9. Giờ mình đếm xem có bao nhiêu bạn điểm 10 nha. 1 bạn. Như vậy là chỉ có 1 bạn điểm 10 thôi đúng không? Giờ như là mình đã lập xong cái bảng số liệu khoang mẫu nha. Mình sẽ tiếp phần bài giảng. Tiếp theo là câu B, mình sẽ so với cả lớp 6D thì tỷ lệ học sinh có điểm dưới trung bình là bao nhiêu phần trăm? Điểm dưới trung bình có nghĩa là điểm nhỏ hơn 5. Như vậy là điểm dưới trung bình chính là điểm nhỏ hơn 5 nha. Đúng không? Như vậy mình xem có tất cả bao nhiêu bạn nhỏ hơn 5. Đây là 3 bạn nhỏ đây nè. 2 bạn nè, 1 bạn nữa là 3. Như vậy là có tất cả là 3 bạn có điểm nhỏ hơn 5. Đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ
như vậy người ta dạy cho mình luôn đúng không? Bằng cách cộng số học sinh theo các cột từ điểm 1 tới điểm 10 thì ta nhận được số học sinh của lớp 6D là 40 học sinh. Như mình sẽ cộng các số này là 2 cộng 1 cộng 8 cộng 8 cộng 9 cộng 5 cộng 6 cộng 1. Như vậy tôi nói tất cả là 40 học sinh trong cái lớp 6D đúng không? Và trong 40 học sinh này thì có 3 bạn là dưới trung bình. Nên mình người ta kêu mình tính xem tỷ lệ bao nhiêu phần trăm số học sinh có điểm dưới trung bình thì mình lấy 30, 3 chia cho 40 đúng không? Và nhân cho 100% nhé. 3 chia 40 nhân 100 thì sẽ là 7,5. Như vậy kết quả là 7,5% nhé. Đúng không? Giờ tiếp theo. Ví dụ 3. Xếp loại khi đưa 3 tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau. Đơn vị tính theo là người nhé. Ở đây mình sẽ có một bảng gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là tổ. Cột thứ hai là xếp loại giỏi. Cột thứ ba là xếp loại khá và cột thứ tư là đạt. Như vậy là mình thấy là tổ 1 có 8 người giỏi, 3 người khá, 1 người đạt. Tổ 2 có 9 người giỏi, 2 người khá, 1 người đạt. Và tổ 3 có 7 người giỏi, 4 người khá và 1 người trung bình. Ở đây người ta hỏi là mỗi tổ lao động có bao nhiêu người. Vì mình cứ việc lấy 8 cộng 3 cộng 1 thì sẽ ra số người của tổ 1. Tổ 2 cũng vậy, mình lấy 9 cộng 2 cộng 1. Tổ 3 thì mình sẽ lấy 7 cộng 4 cộng 1. Như mình thấy là mỗi đội, cả 3 tổ, mỗi đội đều có 12 người hết đúng không? Như vậy là câu A mình trả lời là mỗi tổ lao động có 12 người. Tiếp theo là câu B. Đội trưởng thông báo rằng số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao động khá và đạt của cả đội là 12 người. Thông báo đó của đội trưởng có đúng hay không? Như vậy ở đây là đội trưởng thông báo là số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao động khá và đạt là 12 người. Như vậy trước hết mình sẽ tính số lao động giỏi trước nhé. 8 cộng 9 cộng 7 là 24 người. Đúng không? Còn số học sinh số lao động mà khá và đạt thì mình thấy là 3 cộng 2 là 5 cộng 4 là 9. 10 người 1 12. Như vậy có tất cả là 12 người đạt loại khá và loại đạt đúng không? Do đó là số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao động khác và đạt của cả đội thì mình sẽ lấy 24 trừ 12. Như vậy 24 trừ 12 bằng 12. Như vậy là mình kết luận là thông báo của đội trưởng là đúng nhé. Như vậy là dựa vào thống kê ta có thể nhận biết được tính hợp lý của kết luận đã đưa ra hay chưa. Như vậy là dựa vào cái thống kê này thì mình biết được là đội trưởng thông báo như vậy là đúng hay chưa. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Còn phần hay là mẹ qua phần bài tập hay sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đón xem nhé. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Về Việt Nam nào chưa đăng ký kênh Thầy Linh, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Linh. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.